nhân quả, nghiệp báo và người công giáo. Kính thưa quý vị độc giả thân mến, qua các phương tiện truyền thông rộng rãi và mau chóng cho mọi tầng lớp xã hội, người công giáo đang nghe hoặc chứng kiến qua hình ảnh những vụ việc hết sức đau lòng. Chẳng hạn, có linh mục đã đánh đuổi giám mục bản quyền trong một cuộc họp. Giáo dân biểu tình, căng biểu ngữ trước sân nhà thờ chính tòa ngay trong thánh lễ Chúa Nhật để đòi phong chức linh mục cho phụ nữ và sắp tới đây. Giáo hội Đức sẽ đồng loạt tổ chức lễ kết hôn và chúc phúc cho hàng trăm cặp đồng tính, vân vân. Cùng với những hiện tượng được cho là đại nghịch bất đạo ấy, còn có những phong trào ly khai, bỏ đạo hàng loạt tại các nước châu Âu. Trước hiện tượng có thể là phong ba báo táp cho giáo hội như thế, nhiều người không khỏi sợ hãi, đưa đến lung lay niềm tin giống như các tông đồ xưa kia. Chúa ơi, xin cứu chúng con kẻo chết mất. Matthew 8:25. Có đức tin chân thật thì không bao giờ sợ hãi, bởi vì lòng tin đây chính là tin vào Chúa Giêsu, đấng là ánh sáng soi cho trần gian. Ta là sự sáng đến thế gian để hầu hễ ai tin ta thì chẳng cứ ở trong tối tăm. Gioan 12:46. Chúa đòi hỏi chúng ta phải tin vào Ngài, nhưng tin vào Chúa là một việc. Còn về phần mỗi người trong chúng ta có sống với đức tin ấy không, đó mới là điều hệ trọng. Thánh Giacôbê nói: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì có ơn ích gì chăng? Đức tin đó há có cứu được chăng? Biết thử anh em hoặc chị em nào trần truồng và thiếu ăn uống hàng ngày, mà có kẻ trong anh em lại nói với họ: Hãy đi bình an, hãy ấm và no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về thân thể thì có ích chi không? Đức tin cũng vậy, nếu nó không có việc làm thì tự nó sẽ chết. Đức tin và việc làm luôn phải gắn bó với nhau. Lý do là vì chính việc làm và đức tin đó sẽ tạo cho ta một cái nghiệp lành tối thượng. Con người do nghiệp mà sinh ra và rồi sẽ mang nghiệp mà chết đi. Nguyên lý này thật quan trọng. Tuy nhiên, với tuyệt đại người công giáo nói riêng và những người nhìn nhận có một đấng tạo hóa sinh thành vũ trụ vạn vật nói chung lại rất khó để mà chấp nhận. Tin có đấng tạo hóa là niềm tin rất dễ được chấp nhận ngay cả trong tôn giáo lẫn triết học. Sở dĩ như thế là bởi con người luôn cần có một đối tượng ngoại lai nào đó để khẩn cầu, vái vàng. Đang khi đó xét ra không có đối tượng nào khác cao trọng bằng đấng tạo hóa. Chính Chúa Giêsu khi dạy cách cầu nguyện, Ngài cũng gọi đó là đấng cha trên trời. Lạy cha, chúng tôi ở trên trời. Matthew 6:9. Khi Chúa Giêsu đề cập đến một đấng cha trên trời, thì chúng ta cần phải hiểu đấng cha ấy chỉ là một thứ tùy thuyết dành cho quần chúng, chưa được giáo hóa. Còn với các tông đồ, thì Ngài mặc khải về đấng cha nội tại. Ngoài cha không ai biết con, ngoài con và những ai con muốn mặc khải cũng không ai biết cha. Luca 10:22. Đức Kitô mặc khải về đấng cha nội tại, nhưng với thần học do ảnh hưởng của triết Hy Lạp, nên đấng ấy đã trở thành một thứ đệ nhất nguyên nhân, đệ nhất động cơ chẳng có quan hệ gì đến đời sống tâm linh của các tín hữu. Tôn giáo hoàn toàn khác với triết học ở chỗ. Một đàng thuộc lĩnh vực suy tư, một đàng thuộc lĩnh vực đức tin. Khi nói đến đức tin, có nghĩa nó là của mỗi người. Không ai có thể tin thay cho ai được. Nếu không ai có thể tin thay cho ai, thì việc sống đạo cũng thế. Làm sao có thể sống đạo thay cho người khác? Thế nhưng trong thực tế lại hoàn toàn khác. Việc sống đạo của giáo dân hầu như đã bị khoán cho các linh mục coi sứ. Về phần giáo dân thì cái việc khoán ấy chẳng hẳn là tự nguyện, chẳng có ý kiến gì, nhưng về phần giáo phẩm thì cũng muốn như thế để cho được bảo đảm cũng như có phần an tâm. Tuy nhiên điều ấy lại lợi bất cập hại, bởi chính là do cái náo trạng ỷ lại ấy
mà người ta đâm ra vô trách nhiệm. Hàng dưới thì ỷ lại vào hàng trên, còn hàng trên thì trông chờ vào hàng trên nữa, để rồi không ai có trách nhiệm gì về phần dỗi của chính mình. Dù là đời sống xã hội hay tâm linh, mỗi người cần có trách nhiệm về cuộc đời mình. Giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều do ở nơi mình, gọi là nghiệp. Thi hào Nguyễn Du nói, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nghiệp trong lĩnh vực tâm linh gọi là nghiệp báo ở đây chính là định luật nhân quả luôn diễn tiến luôn luôn như vậy. Đức Kitô nói, không có cây tốt lại sanh trái xấu, cũng không có cây xấu lại sanh trái tốt. Vì cứ xem trái thì biết cây. Người ta không thể hái trái và nơi lủng gai, cũng không hái trái nho nơi bụi rậm. Người thiện do lòng chứa thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác do lòng chứa ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Luca 6:42-45. Chữ chứa ở đây ám chỉ cho việc tích chứa, huân tập với sự chủ động, tác ý lâu ngày, chay tháng sẽ tạo thành một cái nghiệp. Người có nghiệp thiện lành là do đã chất chứa, huân tập những việc thiện như làm phúc bố thí, cầu nguyện, ăn chay, làm việc tông đồ bác ái. Có nghiệp lành, tất sẽ được hưởng quả lành và quả lành ấy có thể diễn ra ngay trong đời hoặc ở đời sau trên thiên đàng. Có tin lẽ nhân quả như thế, con người mới sẵn lòng làm việc lành cùng với những hy sinh, chịu đựng. Trái lại, người cứ huân chứa những điều bất thiện như trộm cắp gian dâm, dối trá, lường gạt, tất sẽ không sao tránh khỏi quả xấu. Đọa vào những cõi ác chịu muôn vàn khổ đau, không sao kể xiết. Trong việc sống đạo, tin vào lẽ nhân quả như lời Chúa truyền dạy sẽ sinh vô vàn ân ích. Tuy vậy, đó là điều không hề dễ chút nào. Bởi trong thực tế, có những người sống tham lam ích kỷ, nhưng bản thân họ và con cái vẫn có địa vị, quyền thế, giàu có sung sướng hơn ai. Ngược lại, có những người ăn ở hiền lành, thật thà lại phải sống trong hoàn cảnh nghèo khó, yếu đau, không có tiền chạy chữa, vân vân. Mặt khác, để có thể tin vào lẽ nhân quả, thì cần phải tin vào con người không phải chỉ có một kiếp sống này mà còn có những kiếp sống khác. Đối với người Công giáo, thật có lòng tin vào nhân quả nếu vẫn cho rằng con người được đấng tạo hóa dựng nên và chỉ có một kiếp sống này. Có tin vào lẽ nhân quả, con người mới có thể có trách nhiệm cả về đời sống xã hội cũng như tâm linh, nhưng đời sống tâm linh là quan hệ hơn hết. Tại sao? Bởi vì chết không phải là hết, mà còn tiếp nối mãi đến cõi vô cùng đời đời. Chính cái vô cùng ấy khiến cho ta phải quan tâm. Chết rồi sẽ phải đối diện với cái vô cùng hoặc khốn nạn đời đời, hạnh phúc bất tận. Thánh Augustino khi suy ngẫm về cõi đời đời ấy đã nói, để làm điều sai trái thì người ta không quản ngại khó nhọc gian lao, bày mưu tính kế, tìm mọi phương thế để đạt cho kỳ được. Còn việc dỗi linh hồn thì lại sợ khó khăn, lao nhọc, sợ hãm mình hy sinh. Thành ra họ buông xuôi lật tránh. Con người chỉ nhận chân được giá trị trường cửu khi bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Lúc ấy ta mới tiếc nuối vì Thiên Chúa đã trao ban biết bao nhiêu phương thế, bao nhiêu cơ hội để lập công nên thánh mà ta lại nỡ lòng từ chối ơn Ngài. Thánh An Phong, việc dỗi linh hồn. Đúng là con người chỉ nhận ra giá trị trường cửu khi bước qua ngưỡng cửa sự chết, nhưng khi đó thì đã quá muộn, có hối cũng chẳng còn kịp nữa. Để tránh cái sự hối không kịp ấy thì chỉ bằng khi còn có thể diễm phúc được làm người, hơn nữa lại được làm con Chúa, sống trong giáo hội của Chúa, thì chúng ta hãy gắng sức tạo cho mình một cái nghiệp lành. Như đã biết, nghiệp là do tác ý tức lòng muốn, mà lòng muốn ấy cứ lập đi lập lại mãi sẽ trở thành nghiệp
miễn là chúng ta phải kiên tâm bền đỗ. Cây to một ôm, khởi xanh nơi gốc nhỏ. Đài cao 9 tầng, khởi đầu nhúm đất con. Đi xa nghìn dặm, khởi đầu một bước chân. Tác giả Phùng Văn Hóa. Nguồn bài viết Công giáo.info. Người đọc Kiên Nguyện.